xay sát lúa gạo liên hoàn, toàn bộ tự động 100%. Chỉ đổ thóc này, đây là bộ phận guồng tơi này. Đấy. Cái hòm này là hòm lọc đầu vào này, lọc thóc này, lọc tạp chất này. Đấy, xăng sàng lọc này. Đấy, đây là đầu bóc vỏ này. Bên kia là guồng kép để tơi thóc. Đây là sàng lọc gạo lứt, lọc thóc. Đầu trà trắng. Bộ hộp điện. Sàng lọc tấm. Hai motor chính 11 kW, đây một đầu trà trắng 11 kW này. Bên này cũng motor to 11 kW này. À, còn lại tất cả các motor nhỏ của hệ thống guồng tơi. À, bên này là đầu bầu để hút đầu chấu, đầu gọng cộng rơm tạp chất. À, đây là ống thổi chấu ra này. Có ống thổi chấu rất nhiều cách thiết kế này. Đây là mới thiết kế để treo lên tường thổi bụi này, đỡ bụi này. Đây là bộ da cám này. Những cái bộ phận đầu ra này mình có rất nhiều cách thiết kế này. Ok, giờ test thử máy này. Đang hút lúa lên. Đây là gạo nứt nha bà con. Đây là sạc tạp chất. Và đây là sàng lọc tấm bụi của gạo nứt. Gạo nứt ra rất là đẹp. Đây, cái sàng lọc tấm chấu. Và đây là đầu sắt gạo trắng ra. Gạo trắng ra sẽ đi qua một cái sàng tấm lọc sạn, lọc bụi ra. Chúng tôi đang sát gạo nếp, lúa nếp nha bà con. Đây là nguyên dây chuyền hệ thống của máy. Gạo lứt bóc sạch 100%. Bà con có thể nhìn thấy là những cái viên hạt lúa nếp được bóc lứt rất là đẹp. Và đều và không bị vỡ ha. Với năng suất của dàn này thì đạt từ 1 đến 1,5 tấn trên giờ. Đây là cái hệ thống sàng rung. Các bạn thấy gạo trắng ra cực kỳ đẹp. Lúa nếp rất là đẹp. Đi qua hệ thống sàng rung để ra thành phẩm có thể đóng bao được luôn nha bà con. Với hệ thống dây chuyền máy xay sắt gạo thì sẽ giảm được cái hao mòn của lúa cũng như tỷ lệ vỡ là thấp nhất trong các dòng máy trên thị trường hiện nay. Bà con có thể nhìn chi tiết những cái viên gạo nếp rất là đẹp, trắng bóng, ít bị vỡ. Dây chuyền máy xay sắt gạo liên hoàn 3 pha, diện tích nhỏ gọn để lắp đặt được bộ máy này cực kỳ dễ sử dụng và tiết kiệm được diện tích cũng như là độ ồn và cái hệ thống bụi cực kỳ thấp, có thể lắp đặt được tất cả mọi nơi, khu dân cư cao hay là trong thành phố, các cửa hàng xay sắt gạo sạch. Nó là một lựa chọn hoàn hảo cho bà con. Máy sắt gạo liên hoàn được phân phối bởi công ty Ulong Việt Nam. Bà con có nhu cầu quan tâm hãy liên hệ với chúng tôi trên website ulong.vn để được hướng dẫn chi tiết và tư vấn sản phẩm phù hợp. Xin cảm ơn bà con đã theo dõi video.